tôi đã đi tìm rất là nhiều những cái hình ảnh của Việt Nam để làm những cái sản phẩm về du lịch. Thì tôi phát hiện ra hình ảnh ông địa là một trong những hình ảnh mà ông thần thuần Nam Bộ. Thì tôi mới nghĩ ra ý tưởng là tôi sẽ làm một cái hình ảnh ông địa thật dễ thương. Cái độ cân ký của nó thì nó khá là nhẹ, nó phù hợp với những sản phẩm du lịch để quảng bá đến mọi người. Những cái mô hình hiện nay tôi đang làm đó là những ông địa mini, trung bình thì khoảng 3 cm. Hình ảnh ông địa mà làm nhỏ nhất đó là bằng 1/3 hạt gạo. Cái việc cắt những cái hình ảnh ông địa trên hạt gạo thì cực kỳ khó, là làm sao để vẽ mặt cho ông địa rõ ràng, có mắt, có mũi, có râu, có tóc, có quần áo trong đó. Cái việc mà dùng cái dao lam để cắt á, cái hạt gạo nó khá là giòn, tôi phải xịt nước vào để ẩm và tôi phải cắt ra. Sau đó thì tôi mới dùng một cái loại cọ cho cái ngành neo á, thì mới vẽ được cái hình ảnh của ông địa. Tính đến nay thì tôi đã làm hơn 500 ông địa và giá dao động của những ông địa này từ khoảng 50 đến 200 ngàn cho một tác phẩm.